Thưa anh chị em, và hôm nay thì quay những cái quả sim, đón những quả sim chín mọng như thế này thì nhà vườn cảm thấy rất là vui, vì trong thời gian trước thì nhà vườn chủ yếu quay những video chia sẻ về những bông hoa sim tím, thì ngay bây giờ đây đây là những trái sim chín như thế này đấy, chín thế này, và chúng ta có thể hái quả này để ăn hay có thể để ngâm rượu. Và ngoài ra thì còn có thể dùng để một số vị thuốc nữa, để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về cái cách dùng của lá sim cũng như quả sim để trong đông dược. Trong video này thì mình đã giới thiệu là cái cây sim rừng của bên mình. Đây, những cái cây sim rừng của bên mình như trong video này sẽ cao khoảng 80 cm, được trồng vào cái bầu chậu rất là to kia. Bầu chậu đấy thì nó sẽ khoảng 4 kg, cũng như là đường kính thì nó khoảng 20 cho đến 20 35 đấy, kích cỡ như vậy. Đây, còn tán cành đây, tán cành cây này thì tán cành cỡ khoảng 40, tán cành khoảng 40 cm. Đây, cây này tán cành 40 cm, thì mình sẽ quay chủ yếu vào một cây như thế này để cho anh chị em của chúng ta đã hình dung được những cái cây khác. Đây, mình sẽ đi máy rộng hơn một chút này. Đấy, đi máy rộng hơn một chút. Ví dụ mình đưa máy vào cây cây này. Cây này thì ra hoa muộn hơn và tất nhiên thì quả nó sẽ chưa chín. Đây. Cây này quả cũng rất là sai. Với một điều kiện như anh chị em của chúng ta mà về trồng vào thổ nhưỡng tốt thì cây này sang vụ sau sẽ có thể, tức là vụ tới ấy, vụ tới sắp ra hoa ấy, thì sẽ ra được khoảng cỡ vài kg. Quả là chuyện rất là bình thường nha anh chị em. Đấy. Còn ví dụ như cây này thì mình đang để một cái ráng thô, ráng này ráng thô cũng tương đối là đẹp đấy. Hay thậm chí như cây này tán cành cũng rất là xum xuê này, thấy chưa đấy. Hay là cây này cũng thế, tán rất là xum xuê luôn này. Xa xa ngoài kia trời đang nắng nhá, lưu ý các anh em là trời đang nắng nhưng cây cô vẫn xanh tốt, bởi vì cây này trồng tương đối là dễ, nó phù hợp, rất thích hợp với lại khí hậu trời nắng. Đấy. Còn như cây này đây, đây là cây chậu. Mình đã đưa lên chậu rồi. Mình đưa lên chậu. Đây, mình chia sẻ cây ngoài này nữa. Đấy, rất nhiều cây tán cành. Cho nên là bên mình có rất nhiều loại. Cái dòng này là đang là dòng lớn. Còn có dòng nhỏ hơn. Nó dòng bé hơn nữa. Đó là lý do tại sao các anh em của chúng ta hãy inbox vào trong video này, cũng như là gọi điện trực tiếp để được mình sẽ tư vấn và hướng dẫn cho các anh em về quy cách cách trồng, cũng như chia sẻ để giao lưu. Còn khi mà chúng ta gọi điện mà chúng ta vẫn chưa ưng ý thì điều đấy là chuyện bình thường thôi, không có gì ngần ngại. Cho nên anh em hãy gọi điện ngay vào số điện thoại trong video này. Đấy, cây cũng rất đẹp đúng không ạ? Đó, rất là nhiều luôn. Trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các anh em về một số cái quy cách để trồng. Đấy. Ví dụ như cây ở đây mình đã cho thêm mùn lên trên để tạo độ dinh dưỡng cho cây. Đấy. Rất là nhiều anh em ạ. Bạt ngạt luôn. Cho nên bên mình vừa phân phối xỉ vừa phân phối nẻ. Nên anh em của chúng ta có nhu cầu như thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trong video này nhé. Còn đây, đây này một cây mầm đang lên rất là tua tủa, sức sống rất là mãnh liệt nha anh em.